Hello, xin chào các bạn. Mình là Trung Thanh, chủ sở hữu của thương hiệu Lo Titan tại Việt Nam. Hôm nay mình làm cái video này, mình muốn gửi đến cho tất cả mọi người yêu mến Titan một cái sản phẩm cực kỳ cao cấp của Titan cho anh em trải nghiệm và sử dụng. Thì cái mẫu này thì nó nhẹ lại tầm hơn 10 kg cho một chiếc lo, thì nó dưới 100 kg, dưới 100 kg một chiếc lo. Nó sử dụng là một lo, nó sử dụng hai củ bát PC 1200W ở trên một chiếc lo, tức là một chiếc lo đôi của nó là 2400W GMS chế độ 4 ohm, chỉ là một cái bát của nó là sử dụng con 100 1200W công suất thật nha mọi người. Con này nó rất là nặng đánh chứ không phải là đơn giản, thì mình cũng trải nghiệm rất là lâu rồi. Nó quá đắt nhưng nó đặc biệt, nó đem lại một cái là nó quá hay, nó hay kinh khủng. Nói chung là một chiếc loa tốt nhờ cũng mời một cụ bách tốt, nhưng cái giá thành của nó không bao giờ rẻ được. Hiện tại công ty đang muốn cho mọi người trải nghiệm và hiệu quả. Anh em muốn nhẹ mà muốn xúc kép thì chỉ có một dòng này là nhẹ nhất trên thị trường. Cụ bách này PC nhập từ Italia 100%, 100%. Anh em có thể lên trang web, anh em xem cái model của nó, model của nó. Cái model của nó là mình sẽ đọc kỹ cái tên của nó cho anh em xem. 18NBX100, 18NBX100, 18 là 5 tấc. Đó. Cái giá của nó hiện tại rất là cao nha mọi người, hiện tại rất là cao chứ không phải rẻ. Đâu là gần 30 triệu một cục bát. Thì Titan cho ra thành phẩm. Thì giá trị giá của nó là 72 triệu trên một một cặp loa SU218 Pro. Nhưng hôm nay giảm cho tất cả mọi người yêu mến Titan, đặc biệt giảm 4 triệu trên một cặp, chỉ còn 68 triệu. 68 triệu. Đó là cước vận chuyển ở miền Tây về miền Đông là bao tất cả cho mọi người. Bao tất cả mọi người ký là bỏ ra 68 triệu là được một cặp loa SU218 Pro. Cuộn bass 100% là nhập của Italia, 100% là nhập của Italia ha. Nên em nhìn anh em biết. Đó, anh em nào quan tâm thể gia lô mình gọi chi tiết cho mọi người. Tại vì cái giá của nó, cái giá của bass của nó rất là mắc, rất là mắc. Anh em có thể lên trang web của nó, của PC mà anh em xem. Hàng này là hàng 100% là nhập của từ Italia nghe mọi người. Mà số lượng là không 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 nhiều đâu. Số lượng là tầm khoảng mười mấy cặp là hết rồi mọi người, một cặp kép là hết khách hàng. Nên anh em nào quan tâm thì anh em sẽ chọn ngay cho mình. Đặc biệt một chiếc loa của nó thôi là mọi người có thể đi show tầm 20 bàn là bình thường. À, đặc biệt cái con này là watt, số watt rất là nặng nha, 1200W mà công suất thực. Nên anh em chọn main là tầm 1200W không ra, ngộ lắm. Mình đã trải nghiệm rất là nhiều, từ main 1500, 1800, 2000W mới ra được cặp loa này. Mà nhưng nó rất là trâu, rất là trâu. Đặc biệt nó cho cái chất âm nó rất là tròn, rất là tròn, súp nó rất là tròn. Đi ra xa rất là rõ tiếng, nhưng ở gần nó rất là dễ chịu, không có khó chịu. Ở gần rất là dễ chịu, chứ không phải giống như là những cái cục bass của Sina sản xuất. Nó khác là khác như vậy. Cũng có người không thích cái dòng này vì do cái chất âm của nó. Tôi muốn 3 mét, 4 mét quýnh tức ngực. Nhưng con này không có, 3, 4 mét rất là dễ chịu. Còn đi xa chút xíu nữa mới tức. Nó rất là lạ nha mọi người. Cái đó là cái trải nghiệm của mình. Đó là trải nghiệm của mình. Đặc biệt là anh em nào có điều kiện mới mua cặp súp này nổi. Tại vì giá nó rất là mắc, rất là đắt đỏ. Rồi nó gấp giá là nó có thể hơn gấp đôi của súp ít. Hơn gấp đôi của súp ít. Nhưng nó cho lại một cái là nhẹ. Thứ hai đó là hiệu quả cực cao. Model của nó là SU218 Pro. 218 Pro là dòng cao cấp nhất của Titan. Đó. Anh em nào mà quan tâm, anh em có thể kết bạn Zalo mình gửi hình chi tiết cho anh em xem từ cụ bát của nó. Đặc biệt con này là giá thành không bao giờ rẻ được. Giá rất là cao. Tại vì một chiếc loa của nó là gần 15 triệu. Gần 15 triệu không có rẻ đâu mọi người. Giá rất là cao, rất là đắt đỏ. Nên anh em nào quan tâm đến sản phẩm cao cấp này, anh em liên hệ trực tiếp cho mình
một số điện thoại 0974704444. Thì cái dòng này nó có súp đơn và súp kép, súp đơn và súp kép, mà chỉ hiện tại là chỉ khuyến mãi là súp kép nha mọi người, khuyến mãi súp kép cho mọi người. Súp đơn thì dẫn giá tầm là 30 mấy triệu đó, để mình coi cái giá lại. Anh em nào quan tâm tới hai cái dòng sản phẩm này, súp đơn và súp kép, anh em gọi cho mình trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0974 70 4444. Dòng này dòng cao cấp nhất của Titan. Đó, anh em quan tâm anh em liên hệ nha. Rồi. Chào anh em, chúc anh em ngày mới phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Bye bye.